Thưa quý vị, sáng ngày 28 tháng 5 năm 2023, tại tủ đình Sắc Tứ Long Huê, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, chư Tùng Đức Tăng trú xứ tại bổn tự đã trang trọng làm lễ đặt đá trùng tu chốn tổ để cảnh già lam Long Huê thêm phần trang nghiêm, làm nơi chốn lui tới tu học của Tăng Ni, đồng bào Phật tử trong và ngoài thành phố. Chứng minh buổi lễ có Hòa Thượng Thích Thiện Xuân, thành viên Hội đồng Chứng minh, Hòa Thượng Thích Hồng Lý, Viện Chủ Tổ đình Sắc Tứ Long Huê, cùng Chư Tôn Đức Ban Trị Sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Chư Tôn Đức Thiên Thai Thiền Giáo Tông, cùng Chư Tăng và đại diện chính quyền địa phương và đông đảo Phật tử đồng tham dự. Phát biểu khai mạc, Hòa Thượng Thích Hồng Lý nhắc lại luật sử hình thành và phát triển của Chùa Long Huê. Hòa Thượng Tổ Sư Húy Đạo Thông là người khai sơn tạo tự. Với lịch sử hình thành tồn tại và phát triển qua hơn 300 năm qua, với 27 đời trụ trì, chùa được sắc phong sắc tứ Long Huê tự. Đại diện Phật tử Tổ đình Sắc Tứ Long Huê đã dân lời phát tâm hộ trị tâm bảo, trợ thêm tài lực công sức cùng chư tôn đức tăng, kiến thiết đại trùng tu bổn tự. Đạo từ tại buổi lễ Hòa Thượng Thích Thiện Xuân Tán Dương Công Đức Tu Học Tinh Tấn của Quý Thiện Đức Tăng Trú xứ tại chúng Tổ Long Huê. Hòa thượng mong muốn sự phát tâm trợ lực trùng tu ngộ tự viện cổ kính này từ cộng đồng Phật tử trong và ngoài nước để nơi đây mãi là chúng nuôi tới tu học phụng sự cộng đồng. Sau phần nghi thức, Chư Tôn Đức đã quan lâm về phía trước chánh điện để niêm hương sái tịnh, đặt phiến đá đầu tiên trùng tu ngôi tổ đình hơn 300 năm tuổi.